các anh chị. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các anh chị cách quay video lớp học VNEN và cách tải video đó lên trên YouTube. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu xem nhé. Cách quay video lớp học VNEN và tải lên YouTube. Thưa các anh chị, bây giờ tôi xin giới thiệu cho các anh chị cách quay video lớp học VNEN và tải lên YouTube. Thì mục đích của hoạt động quay video là gì? Là để chúng ta hiểu rõ về mô hình VNEN, thể hiện bằng việc quay một đoạn video thể hiện rõ và chính xác một hoạt động điển hình trong hoặc ngoài lớp học của mô hình VNEN. Các giáo viên cần biết cách quay video đạt chất lượng tốt nhất, biết cách tải video lên các trang web chia sẻ video, ví dụ như YouTube, biết cách phân tích, đánh giá chất lượng tiết học, hoạt động của mô hình VNEN thông qua việc phân tích video, vận dụng các video lớp học, hoạt động của mô hình VNEN nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo mô hình VNEN. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các anh chị ba hoạt động. Thứ nhất là cách quay video lớp học VNEN. Thứ hai là cách tạo tài khoản YouTube để các anh chị có thể tải video lên trên YouTube. Và thứ ba là cách tải video lên YouTube. Về cách quay lớp học VNEN thì chúng ta cần chuẩn bị các thiết bị sau. Thứ nhất là các thiết bị quay phim. Thì các thiết bị quay phim có thể là máy quay, máy ảnh của dự án hoặc là của cá nhân. Hoặc chúng ta có thể sử dụng các loại điện thoại thông minh, ví dụ như là iPhone 4S trở lên, hoặc là iPad, hoặc là Samsung S4 trở lên. Chúng ta nên có một cái chân máy cố định, mình hãy gọi là tripod hoặc là monopod, thì để cho các hình ảnh quay không bị rung. Và nếu như có microphone ngoài thì sẽ rất tốt hơn, thì vì chúng ta sẽ thu được cái tiếng rõ ràng nhất. Thứ hai là nên sạc pin cho máy quay một cách đầy đủ để chúng ta không bị ngắt giữa chừng khi quay. Và thứ ba là hãy quay thử một đoạn ngắn để kiểm tra chất lượng hình ảnh và âm thanh trước khi quay chính thức. Chúng ta cần xác định một cái hoạt động điển hình trong hoặc ngoài lớp học của mô hình VNEN để quay. Ví dụ như chúng ta có thể quay hoạt động của hội đồng tự quản, một cái trò chơi học tập, hoặc hoạt động học nhóm, hoặc là hoạt động tương tác với các thiết bị học tập, vân vân. Sau đó chúng ta cần xác định đối tượng quay, ở đây có thể là giáo viên, một học sinh hoặc một nhóm học sinh, hoặc là chúng ta quay cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động của lớp. Và chúng ta cũng cần xác định cái cách quay cho phù hợp. Ví dụ nếu quay cảnh học sinh đang học nhóm thì chúng ta nên quay cận cảnh để biết là học sinh đang làm bài tập gì và đang trao đổi gì với nhau. Khi quay phim thì chúng ta có một số lưu ý như sau. Thứ nhất là thời lượng quay trong khóa tập huấn này thì chúng ta sẽ quay một video tối đa là 3 phút. Chúng ta nên đặt hoặc giữ thiết bị ở vị trí thuận lợi, không ảnh hưởng tới lớp học và thấy rõ nhân vật quay. Nếu có thể nên đặt thêm microphone để thu tiếng tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích nên sử dụng chân và giá đỡ để giữ thiết bị được cố định. Nếu như chúng ta cầm các camera cầm tay thì chúng ta nên giữ thật chặt, ép chặt tay vào sát người để hình không bị rung. Khi học sinh phát biểu hoặc thảo luận nhóm nên quay gần nhóm đó để thu được tiếng một cách rõ ràng. Nên linh hoạt quay cảnh một hoặc một số học sinh thực hiện các hoạt động khác nhau. Ví dụ ngồi học một mình, trao đổi với bạn, trao đổi với giáo viên, đặt câu hỏi, hướng dẫn các thành viên trong nhóm thực hiện các hoạt động học tập, vân vân. Khi quay phim thì chúng ta có thể tạo các cái tiêu đề cho video của mình, hoặc là chúng ta có thể quay một trang giấy ghi tên của video, ví dụ như là tên tỉnh, huyện, trường, lớp, tên giáo viên, tên môn học, hoặc là chúng ta có cái công cụ để chèn thêm chữ vào video. Một số cảnh quay mà các anh chị có thể tham khảo, ví dụ như hình đầu tiên phía trên bên trái là quay một học sinh quay cận cảnh. Còn hình thứ hai ở phía trên chính là quay các học sinh đang thảo luận nhóm, hai người. Hình thứ ba ở phía bên trái phía dưới là cái hình quay các học sinh đang thảo luận nhóm, và chúng ta sẽ quay gần hơn vào cái bốn nhân vật quay nào đó. Và hình cuối cùng cũng là một cái ví dụ là chúng ta quay hoạt động chung của cả lớp. Về cách quay phim thì sau đây tôi xin giới thiệu về cách quay bằng máy ảnh kỹ thuật số của dự án. Thì chúng ta hãy cùng xem cái video hướng dẫn cách quay.